Các bạn đang nghe truyện Trùng Sinh Thường Ngày Tu Tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 1435, Mô phỏng giả 2. Đa số con trai ở độ tuổi chúng ta không có gì cả nên có thể chào buổi sáng và chào buổi tối đã là điều tốt rồi. Lưu Kỳ Kỳ nhìn bộ dáng của Mạnh Quế, trong mắt có chút coi thường, hỏi: "Ngươi đã từng yêu bao giờ chưa?" Mạnh Quế nghiêm túc nói: "Ta đương nhiên đã trải qua." Vừa nói lời này, Đan Khải Tuyền, Quách Khôn Nam và Thôi Vũ đều nhìn Họ không ngờ rằng một kẻ lập dị như Mạnh Quế lại yêu đương, hắn làm sao có thể tìm được? Trời thật bất công biết bao, Lư Kỳ Kỳ lại hỏi, "Nói về năm nào? Cho dù dùng câu trả lời thế nào, Lư Kỳ Kỳ thề rằng nàng ấy sẽ dùng ngôn ngữ sắc bén nhất để chỉ trích Mạnh Quế một cách nghiêm khắc và cho hắn biết hậu quả của việc phản bác." Mạnh Quế mở miệng nói, "Năm 2015." Lư Kỳ Kỳ giật mình một chút, cho rằng mình nghe nhầm, "Năm nào? Năm 2015?" Mạnh Quế xác nhận Nàng ấy tính đi tính lại nhiều lần, xác định không sai, Lư Kỳ Kỳ rốt cuộc nhịn không được hỏi, năm nay không phải là năm 2014 sao? Mạnh Quế thẳng thắn thú nhận, đúng vậy, ta rất hy vọng vào năm sau. Lư Kỳ Kỳ vẫn tìm cớ chỉ trích Mạnh Quế, nói thật, bọn con gái chúng ta coi thường hình ảnh hiện tại của ngươi, chưa kể đến năm 2015, dù có 16, 17, 18 năm, ngươi vẫn không tìm được bạn đời. Nhìn tóc của ngươi đi, thật khó chịu mau cắt đi. Lư kỳ kỳ chịu thua, làm sao một bạn học nam có thể có mái tóc dài 10cm mạnh quế sờ mái tóc đã được bôi keo của mình và nói, ta không cắt được, nếu cắt tóc, ta sẽ không còn cao 1,8m nữa. Lư kỳ kỳ nhìn thấy vài chàng trai đang thảo luận về việc hẹn hò, sau khi nghe được một lúc, nàng ấy lại bắt đầu giở cợt cả nhóm và nói một cách không thương tiếc, các ngươi vẫn muốn yêu đưa ngà, quách khôn nam, da của ngươi quá đen, ta khuyên ngươi nên làm trắng, cạo râu đi để trông giống con người. Thôi vũ, lông lỗ mũi của ngươi sắp mọc rồi, ngươi không cắt đi được sao? Ghê tẩm, đang khải tuyền, ngươi thay quần áo đi, thật thấp. Nàng ấy chỉ trích từng người một, dùng phương pháp này để tấn công các bạn nam, sau đó dùng nó để đạt được cảm giác ưu việt và thể hiện thân phận của mình. Khi đến lượt vương long long, Lư Kỳ Kỳ tiếp tục bình luận gây gắt, đã đến lúc ngươi nên giảm cân, thành thật mà nói, mũm mỉm trông không đẹp chút nào. Sau đó, nàng ấy liếc nhìn mã sự thành đang ghi nhớ từ vựng trên mặt nàng ấy lộ ra vẻ chán ghét đưa hai tay ra trước mũi vỗ vỗ như đập ruồi làm ra vẻ cực kỳ chán ghét một bên tóc của ngươi bị dựng ngược lên kiểu tóc của ngươi thực sự quá nhàm chán rồi mã sự thành đang ghi nhớ từ vựng thì bất ngờ gặp tai họa hắn trả lời đúng đấy đất của ta dùng để chôn ngươi nó khác hẳn với những ngày yên tĩnh của lớp 8. đến cổng trường sài uy khập khiển chống nạn bước vào cổng trường chưa bao giờ có một khoảnh khắc này hắn thu hút được nhiều sự chú ý các học sinh xung quanh đang nhìn hắn sài uy cũng đang nhìn các học sinh xung quanh hắn bản thân hắn cũng là một khung cảnh võ doãn chi và thương vãn tình cùng nhau bước vào khuôn viên trường họ nhìn sài uy thêm vài lần đặc biệt là thương vãn tình người đã mở to đôi mắt của nàng ấy ánh mắt kỳ lạ khiến sài uy cảm thấy như bị kim đâm nổi da gà khắp người cảm giác khó chịu dữ dội khiến sài uy phải chống nạn và nhanh chóng tiến về phía trước ken 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 hắn thực sự bước đi nhanh như bay ôi hắn đi nhanh vậy đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một người què đi nhanh như vậy các học sinh xung quanh đều bị sốc sự hỗn loạn càng trở nên lớn hơn sài uy phải giảm tốc độ trở lại bình thường ánh mắt mọi người vẫn dán chặt vào hắn cứ như thể hắn được kỳ vọng sẽ biểu diễn màn trình diễn tương tự một lần nữa sài uy vừa tức giận vừa đau lòng, nhưng hắn không thể buông chiếc nạn ra. Tối qua hắn đến phòng khám tư, để rửa vết thương, bôi thuốc và băng lại, hắn tạm thời chỉ có thể dựa vào nạn. Trên thực tế, với vết thương như vậy, hắn có thể chọn nghỉ phép, nhưng cơn tức giận trong lòng, đã khiến hắn phải đến trường học, hắn muốn bàn kiều trả nợ bằng máu, Sài Uy đã chịu đựng nhục nhã, từng chút một tiếng về phía trước, liễu truyền đạo từ phía sau cũng ngậm một cái bánh bao, cũng bước vào cổng trường khi nhìn thấy trưởng ban vương đang canh cổng trường trong lòng hắn chợt cứng lại vãi chuyện gì đang xảy ra trong cái ngày hôm nay vậy một lần liễu truyền đạo xảy ra xung đột với đan khải tuyền trong lớp học thấy sắp đánh nhau trưởng ban vương của phòng bảo vệ bất ngờ xông vào lớp học nhằm giải quyết hậu quả vương long long nói dối rằng liễu truyền đạo có thể chất mạnh mẽ nhưng lại thiểu năng trí tuệ là một người què trưởng ban vương không tìm ra lý do quay lại với lòng căm bận nhưng hắn nhớ rằng liễu truyền đạo là một người què nên vì những lời nói dối mà Liễu Truyền Đạo đã từng nói, bất cứ khi nào có trưởng ban vương ở cổng, hắn luôn giả vờ khập khiễng để vào trường. Liễu Truyền Đạo tiến lên một bước, thân thể tự nhiên lắc lư, sau đó khập khiễng đi vào trường học. Người giả vờ què, có tứ chi khỏe mạnh, tự nhiên bước đi nhanh hơn người què thật. Không lâu sau, Liễu Truyền Đạo khập khiễng đi ngang qua Sài Uy. Khi đi ngang qua Sài Uy, Liễu Truyền Đạo ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó nhận ra hắn chính là Sài Uy cùng lớp. Liễu truyền đạo rất vui mừng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chết tiệt, tối qua ngươi làm hắn tàn phế sao? Được, 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 bàn kiều chắc chắn sẽ phải chịu số phận. Cùng lúc đó, Sài Uy cũng nhìn thấy liễu truyền đạo. Hắn đã quên từ lâu tình tiết về cuộc gặp gỡ giữa liễu truyền đạo và Đan Khải Tuyền. Bây giờ nhìn thấy liễu truyền đạo khỏe mạnh giả vờ khập khiển bước đi, với nụ cười trên khuôn mặt, Sài Uy sắc mặt tái nhợt, ức hiếp người quá đáng. Ức hiếp người quá đáng, thực sự đã bắt trước đi trước mặt hắn, thật đáng ghét liễu truyền đạo nhìn thấy sài uy đang nhìn chằm chằm vào cách hắn bước đi và sắc mặt tái nhợt liễu truyền đạo nhận ra mình đã hiểu lầm vội vàng đứng thẳng à uy ngươi nghe ta giải thích ta không sài uy nhìn thấy hắn đứng thẳng và khỏe mạnh cơn tức giận gần như trào dân trừng mắt nhìn hắn người này chỉ có đường chết tứ trung vũ châu trên con đường dẫn đến đại lộ khuôn viên trường nha hải học hai người đi khập khiển đang gắng sức di chuyển về phía trước những học sinh không biết rõ tình hình khi thấy cảnh tượng này không khỏi cảm khái Tinh thần học tập thật đáng khâm phục, trong khi đó, ban tám có một cảnh tượng khác. Chỉ còn chưa đầy 15 phút nữa là bắt đầu buổi tự học buổi sáng, các học sinh lần lượt đến đông đủ. Sau vụ mộ độc xúc gà ở cổng trường lần trước, nhiều học sinh như Giang Á Nam, Tân Hữu Linh và những nữ sinh xinh đẹp khác đã tham gia vào kế hoạch nhà ăn nhỏ ở trường. Ban đầu, Tào Côn rất phấn khích. Người luôn khao khát tự do như hắn, lần đầu tiên nhận ra rằng nhà ăn nhỏ đã trói buộc hắn lại thật tuyệt vời đến vậy chỉ vì sau khi ăn tại nhà ăn nhỏ, Đổng Thanh Phong không thể mang bữa ăn sáng tình yêu cho Mạnh Tử Vận yêu dấu nữa. Không có cơ hội mang bữa ăn sáng, Đổng Thanh Phong làm sao có thể so với hắn? Đổng Thanh Phong chỉ ở bên Tử Vận được 2 tháng, làm sao có thể so sánh với hắn, người đã quen biết Mạnh Tử Vận gần 1 năm rưỡi, vị trí của hắn trong lòng Tử Vận mãi mãi là cấp ưu tiên, mãi mãi không thể thay thế. Nhưng mà, Tào Côn tức giận. Hắn không ngờ rằng, sau khi không thể mang bữa sáng đổng thanh phong lại chế ra bữa ăn nhẹ trước bữa sáng tào côn từng muốn so với đổng thanh phong nhưng đối phương chuẩn bị quá chu đáo bữa ăn nhẹ mà hắn chọn từ vẻ ngoài đến hương vị hoàn toàn không bằng đối phương hắn không muốn làm nền không muốn làm nam thứ nên đã từ bỏ tào côn ngồi buồn bã trên ghế trong khoảnh khắc tiếp theo bóng dáng đổng thanh phong xuất hiện ở cửa lớp làm tào côn toàn thân căng thẳng như đối diện với kẻ thù đổng thanh phong xách một túi sách chỉ nhìn từ bên ngoài phán đoán, phân lượng chắc chắn không nhẹ. Trong tầm nhìn của Tào Côn, Đổng Thanh Phong xách túi, chi đồ cho Giang Á Nam, Thẩm Thanh Nga và Tân Hữu Linh, sau đó trò chuyện cười đùa vài câu rồi mới đi đến dãy ghế sau. Mạnh Tử Vận, hôm nay ta mang một lồng há cảo tôm thạch anh, ngươi thử xem. Nói rồi, Đổng Thanh Phong lấy ra một hộp giấy, nhẹ nhàng mở nắp. Tào Côn vô ý liếc nhìn, bốn viên há cảo tròn trịa, vỏ ngoài trong suốt lấp lánh hiện ra trước mắt hắn nhìn kỹ, thậm chí có thể thấy lớp tôm đỏ hồng bên trong vỏ. Không cần ăn cũng có thể tưởng tượng được hương vị như thế nào. Mạnh tử vận ngạc nhiên, lần trước Lư Kỳ Kỳ có chia sẻ trong nhóm, món này bán rất đắt, ngươi đã mua à, đừng nhìn chỉ có 4 viên há cảo tôm thạch anh nhỏ như vậy, nhưng giá của một hộp này chắc chắn trên 20 đồng, có thể nói một viên là 5 đồng. Mặt tàu côn bên cạnh mất tự nhiên, chết tiệt, Đổng Thanh Phong vì để tán gái đã đầu tư không ít tiền. Nhưng hắn nói, cũng tạm, không đắt lắm. Với gia thế của Tào Côn, hắn đương nhiên có thể tự mua ăn được, nhưng một lần mua nhiều như vậy để tặng người khác, hắn chắc chắn rất tiếc tiền. Động Thanh Phong cười với dáng vẻ phong độ ngươi thích là tốt rồi. Sau đó, hắn lại lấy ra một bát bằng giấy, giới thiệu, còn có một phần khoai môn sữa dừa, thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi, ta đã bảo chủ quán thêm một lớp túi giữ nhiệt, ngươi xem thử nhiệt độ. Hắn ân cần giúp mạnh tử vận mở nắp hai người vui vẻ trò chuyện vài câu, Đổng Thanh Phong hài lòng rời đi. Mạnh tử vận cắn một miếng há cảo tôm thạch anh rồi mới nhìn tàu côn, lúc này mặt tàu côn có chút tối sầm lại. Này, há cảo tôm này ngon thật, ngươi có muốn ăn một viên không? Mạnh tử vận hỏi. Tàu côn biểu môi, làm sao hắn có thể ăn đồ của tình địch? Nếu hắn ăn, hắn còn có thể diện nào ở bang tám? Điều này liên quan đến lòng tự trọng của nam nhân, tuyệt đối không thể khoan nhượng, không thể thỏa hiệp tào côn cố gắng gượng cười không cần ta không thích ăn những thứ này mạnh tử vận thấy sắc mặt hắn khó coi suy nghĩ một chút đại khái biết nguyên nhân nhưng đổng thanh phong thực sự quá chu đáo mạnh tử vận không nỡ từ chối lòng tốt của một nam nhi nếu làm vậy không biết đổng thanh phong sẽ thất vọng như thế nào một người tốt bụng như vậy nên được thế giới đối xử dịu dàng vì vậy mạnh tử vận chỉ có thể ép mình đành tiếp tục mối quan hệ giữa hai nam nhân cảm xúc của mạnh tử vận đột nhiên trùng xuống, nàng, tự trách, tất cả là lỗi của ta, làm ngươi hiểu lầm. Thấy dáng vẻ buồn bã của nàng, lòng bất mãn trong tàu cung giảm đi một nửa, hắn sinh lòng thương xót. Hắn phất tay, không để ý, ha ha, ta đâu có hiểu lầm. Mạnh tử vận thế thì tốt, ta thấy Khương Ninh thường chơi với Trần Tư Vũ, Cảnh Lộ và Bạch Vũ Hạ, họ cũng chỉ là quan hệ đồng môn bình thường thôi. Tào Côn nhìn về phía tây nam của lớp học, hương ninh đang chơi game với trần tư vũ và cảnh lộ hắn đã từng chơi loại trò chơi này khi còn nhỏ gọi là phiên hoa dây trò này chỉ cần một sợi dây để kết thành một vòng một người dùng ngón tay tạo thành một hình dạng người khác lại dùng ngón tay để tiếp tục biến đổi thành hình dạng khác luân phiên cho đến khi một bên không thể tiếp tục nữa ban đầu tào côn có vẻ khinh thường nghĩ rằng hắn đã lớn rồi sao còn chơi trò này phiên hoa dây chẳng phải là trò của học sinh tiểu học sao nhưng sâu trong lòng, hắn có chút ghen tị. Trong quá trình chơi phiên hoa dây, không thể tránh khỏi việc có tiếp xúc cơ thể. Nếu hắn có thể chơi phiên hoa dây với những nữ nhi xinh đẹp, hắn sẽ rất sẵn lòng, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm hắn cười hạnh phúc. Tào Cô nhìn về phía đó, trong lòng nghĩ rằng có lẽ Khương Ninh và họ chỉ là những đồng môn có mối quan hệ thân hơn một chút. Trước đây, khi còn học sơ trung, trong bang hắn có một nam sinh có mối quan hệ thân thiết với nhiều nữ nhi mỗi lần ra ngoài chơi xung quanh hắn ta luôn có bốn năm nữ sinh nam sinh đó so với khương ninh thì thấp hơn nhiều cũng không soái khí bằng chỉ là kiểu dễ thương nên được các nữ sinh yêu thích nghĩ vậy tào côn bỗng nhiên ngộ ra có lẽ trong lòng họ khương ninh chỉ là một người bằng hữu chơi cùng mà thôi chỉ là khi nghĩ đến đổng thanh phong tào côn vẫn có chút không thoải mái nhưng hắn cũng phải rộng lượng nói ta biết các ngươi chỉ là đồng môn bình thường mạnh tử vận cảm ơn ngươi đã hiểu sau giờ tự học buổi sáng chúng ta cùng đi ăn ở nhà ăn nhé trong lớp học dần yên tĩnh trở lại thì lúc này sài uy chống gậy từng bước khập khiển xuất hiện ở cửa trước hắn đứng đó với vẻ mặt lãnh đạm thương thái vi người ngồi hàng ghế đầu tiên ngước lên và thấy bóng dáng sài uy sợ đến mức suýt nghẹt thở tối qua trước khi liễu truyền đạo và nhóm của hắn hành động thương thái vi đã giả ngữ khí của bàn kiều hét lên một tiếng nàng là một trong những kẻ tòng phạm nếu bị sài uy phát hiện thương thái vi không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao thôi vũ từ hàng ghế sau đi tới nhìn sài uy từ trên xuống dưới và tặc lưỡi khen ngợi a à uy ngươi sao vậy chẳng lẽ bị bàn kiều báo thù rồi à ánh mắt sài uy sầm lại không nói gì lặng lẽ trở về chỗ ngồi tân hữu linh nhìn hắn với ánh mắt phức tạp tối qua sài uy đã kể hết mọi chuyện bị tấn công cho tân hữu linh và tân hữu linh đã đóng vai người đưa tin mời ban chủ nhiệm đơn Khánh Vinh đến để làm rõ sự việc. Cường Lý bước đến đỡ Sài Uy ngồi xuống ghế. Bạch Vũ Hạ cảm thấy trạng thái tinh thần của hắn càng ngày càng bất ổn. Để tránh bị liên lụy, nàng hỏi, ngươi có muốn xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi không? Sài Uy trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ, nàng thực sự quan tâm đến ta sao? Cảm giác chán ghét thế giới trong lòng hắn giảm đi phần nào. Nhưng Sài Uy vẫn giữ vẻ mặt u ám, kiên định nói, không cần, chỉ là vết thương nhỏ thôi, ta có việc quan trọng chưa làm. Nói rồi, hắn liếc nhìn bàn kiều ở xa với ánh mắt nham hiểm, chờ xem, ngươi sẽ phải trả giá, 5 phút sau, đơn thánh vinh đứng vững trên cung bục giảng. Tiên xét xử ngay tại bang tám bắt đầu. Sài uy là người đầu tiên đứng lên, chống gậy, từng bước thập khiển lên bục giảng và tố cáo, thưa bang chủ nhiệm, hôm qua bàn kiều đã cướp đồ của ta, sau khi bị xử lý kỷ luật, nàng ấy trong lòng không phục và tối qua đã rắp tâm phục thù, phục kích ta trong một con hẻm vừa dứt lời bàn kiều lập tức đứng dậy tức giận nói ai đánh ngươi con mắt nào của ngươi thấy ta sài uy cười lạnh lùng ta không thấy ngươi vì ta bị các ngươi nhét vào bao tải câu này vừa thốt ra cả lớp xôn xao nhiều đồng môn nhìn bàn kiều với ánh mắt khó tin thôi vũ ngạc nhiên bàn kiều nhiều lần hô hấp nhân tạo cứu người trong nguy nan ta còn tưởng nàng ấy là tiểu y tiên không ngờ nàng ấy lại là tiểu độc tiên Mạnh Quế, quả nhiên, người không thể nhìn qua vẻ bề ngoài, Đơn Khánh Vinh ho khang hai tiếng im lặng, Sài Uy căm phẫn chỉ trích, mặc dù ta không thấy bóng dáng của ngươi, nhưng ngươi nghĩ rằng ta không nhận ra ngươi sao? Ta nghe thấy giọng ngươi, giọng ngươi đặc biệt như sư tử Hà Đông, dù ở đâu cũng như con đom đóm trong đêm đen, phát sáng và Độc đáo như vậy, làm sao ta có thể nhầm lẫn? Nói đến đây, Sài Uy gần như nghiến răng ken két. Vương Long Long bừng tỉnh, hóa ra không biết từ khi nào nàng ấy đã có ấn tượng sâu đậm như vậy trong lòng hắn ngô tiểu khởi đây là gì vậy hồ quân là mối quan hệ độc đáo của loài người hấp dẫn lẫn nhau liên kết tình cảm nó không chỉ là nhu cầu cá nhân mà còn là xã hội tân hữu linh ngơ ngác họ không phải đang thẩm vấn sao vương long long đúng vậy nên dù nàng ấy để lại ấn tượng gì cho hắn nhưng bất luận thế nào đi nữa đánh người là phạm pháp bàn kiều đến lượt ngươi nói nói xong vương long long giơ tay mời bàn kiều biện luận bàn kiều hét lên ai đánh ngươi ngươi nói xàm bậy tối qua ta và yến yến cùng nhau uống trà sữa vương yến yến đảo mắt không có chứng cứ ngươi dựa vào gì mà nói chúng ta đánh ngươi có bản lĩnh thì lấy chứng cứ ra trương nghệ phi ngươi đang vu khống có bản lĩnh thì tìm chứng cứ đi sài uy tức giận đến mức nhảy dựng lên thậm chí còn ném cả cây gậy năm phút sau đơn khánh vinh điều tiết tình hình sài uy à dù sao cũng phải có chứng cứ lỡ như là người khác đánh ngươi thì sao sài uy quả quyết nói không thể nào ta có nhiều bằng hữu tốt như vậy không thể có người khác đánh ta đoạn thế cương đứng lên dõng dạc nói ta nói một câu công đạo không phải a uy nghi ngờ bàn kiều các ngươi mà về mặt động cơ các ngươi có khả năng đánh sài uy nhiều nhất dưới bục giảng đang xem kịch hay liệu truyền đạo tán đồng nói đúng lắm cho đến khi kết thúc buổi tự học buổi sáng sài uy vẫn chưa thể chứng minh bàn kiều là hung thủ hắn căm hận ngồi xuống chỗ ngồi trong lòng tràn đầy cơn thịnh nộ không còn tâm trạng để ăn sáng nên trực tiếp không đi ăn đoạn thế cương và liễu truyền đạo rất thất vọng họ vốn nghĩ rằng có thể lật đổ bàn kiều một lần nhưng kết quả là không thể phá được hàng phòng ngự của nàng ta hai người nhìn nhau nảy ra kế hoạch mới đặc biệt là đoạn thế cương hiểu rõ rằng một khi ra tay phải giải quyết triệt để tuyệt đối không bỏ cuộc giữa chừng hai người tìm đến hàng ghế trước dự định nói chuyện với sài uy giúp hắn bày mưu tính kế Sài Uy liếc nhìn hai người một cái, không nói gì, đặc biệt là liễu truyền đạo, trong mắt hắn liễu truyền đạo là người nằm trong danh sách đen. Đoạn thế cương cân nhắc lời lẽ, mở miệng hỏi A Uy, ngươi định làm gì? Sài Uy mặt không biểu cảm, trường học không thể đòi lại công đạo cho ta, ta sẽ để cảnh sát đòi lại công đạo cho ta. Đoạn thế cương và liễu truyền đạo nhìn nhau, thầm nghĩ như vậy không được, mặc dù họ hành động rất kín đáo, nơi xảy ra vụ việc lại là con hẻm không có camera giám sát, theo lý thuyết, không có nguy cơ bị lộ nhưng nếu sài uy quyết tâm để cảnh sát điều tra chỉ cần ra sức điều tra thẩm tra từng người một có thể tìm ra manh mối lúc đó người gặp rắc rối sẽ là họ đoạn thế cương sắp xếp lại đầu mối nói a uy vừa rồi nghe ngươi nói khi bị tấn công ngươi nghe thấy giọng của bàn kiều liễu truyền đạo kinh ngạc nàng ta quá ngang ngược dám phát ra âm thanh chủ đề này chạm đến nỗi đau của sài uy hắn không cam lòng đúng vậy chính là giọng của bọn họ Liễu Truyền Đạo nhìn xung quanh, trong lớp không có nhiều người, hắn ta hạ giọng, "Ngươi có lưu lại bằng chứng ghi âm không? Nếu có bằng chứng, Bàn Kiều sẽ không thể chối cãi." Sài Uy lắc đầu, sự việc xảy ra quá đột ngột. Liễu Truyền Đạo thở dài, "Vậy thì không có cách nào rồi." Đoạn Thế Cương đột nhiên nói, "Ta có một cách, ta nghĩ ngươi không nên báo cảnh sát vội, ngươi bị đánh mà không chỉ ra được Bàn Kiều, bây giờ nàng ta chắc chắn rất ngạo mạn." có thể tối nay sẽ lại đánh ngươi một lần nữa. Nói đến đây, liễu truyền đạo tiếp lời, đích thân chỉ đạo này, đến lúc đó ngươi dùng điện thoại bí mật ghi âm, làm bằng chứng, xài uy sắc mặt thay đổi. Hắn không thể nhịn được hỏi, vậy ta há chẳng phải lại bị đánh thêm một trận nữa sao, đoạn thế cương vẽ mặt giãn ra, khuyên nhủ này, ngươi nghĩ xem, nếu ngươi không bị đánh thêm một lần nữa, thì lần bị đánh tối qua chẳng phải là vô ích sao, cảm thấy rất có lý, sài uy nghiêm túc suy nghĩ nhưng nghĩ đến việc lại bị đánh thêm một lần nữa sài uy không khỏi sợ hãi ta có thể tìm người đứng bên cạnh giúp không sau đó không để bị đánh trực tiếp tóm gọn bọn họ đoạn thế cương lắc đầu đừng xem người khác là kẻ ngốc nếu ngươi tìm người đứng cạnh giúp bàn kiều phát hiện ra rồi không đánh nữa thì sao nói cũng phải sài uy gật đầu thấy sài uy chấp nhận kế hoạch của họ hai người hài lòng rời đi đoạn thế cương nhắn tin hạo tử có việc làm rồi. Khuôn viên trường Sáng nay, nhà ăn làm bánh gà thơm ngon, Tiếp Nguyên Đồng và cặp song sinh vội vã chạy đi, định dành thêm một miếng bánh. Do đó, Khương Ninh bị bỏ lại phía sau và bị cảnh lộ nhặt được. Giữa tháng 11, trong khuôn viên trường, lá cây dương bên đường gần như rụng hết, dáng vẻ trơ trọi, trông có chút xấu xí, mang hơi thở của sớm đông. Nhiều lá vàng khô bị dẫm khắp mặt đường, Khương Ninh và cảnh lộ cùng nhau đi bộ, ánh nắng sớm mai xuyên qua tán cây thưa thớt tạo nên những ánh sáng sặc sỡ chiếu rọi lên người mang lại chút ấm áp các học sinh xung quanh mặc áo choàng mùa đông vội vã đi đến nhà ăn thậm chí tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn nhiều chỉ muốn nhanh chóng đến căng tin để ăn sáng trong nhịp sống hối hả này cảnh lộ lại cảm thấy một sự yên tĩnh đã lâu không có nàng cố tình đi chậm lại để con đường này chậm hơn một chút lại chậm hơn một chút cảnh lộ thấy hắn chỉ mặc một chiếc áo tay dài mỏng manh, đột nhiên hỏi, ngươi không lạnh sao? Lạnh, Khương Ninh cảm nhận xung quanh, cơ thể sau khi được tôi luyện bởi lôi quyết, dù đi trong cái lạnh nhất của Nam Bắc Cực cũng không thấy lạnh. Không lạnh. Khương Ninh đáp. Nếu không vì không muốn thu hút ánh mắt kỳ lạ của mọi người, hắn vẫn có thể mặc một chiếc áo tay dài vào mùa đông dưới thời tiết âm không độ. So với hắn, cảnh lộ mặc đồ kín mít, trên người là áo hoodie trắng kết hợp với áo khoác lông cừu, chân là quần nhung màu hồng nhạt, lông tơ miệng màng khiến người ta muốn sờ vào. Chúng ta đi cùng nhau trông như người ở hai mùa khác nhau. Cảnh lộ mỉm cười. Khương Ninh liếc nhìn nàng, ngươi mặc nhiều áo cũng tốt, giữ ấm chống rét, cảnh lộ cúi đầu. Nàng thường chọn những bộ quần áo rộng để che đi thân hình, tránh bị các nữ nhân khác châm chọc. Khương Ninh không để ý mà dõi theo ánh mắt của nàng. Hôm nay bộ quần áo của nàng rất đáng yêu, nhưng y phục chất liệu lông tơ dễ dính bụi. Hắn vận dụng linh lực, ngón tay nhẹ nhàng vẫy, không một tiếng động làm sạch quần áo của nàng, dọc theo đó tạo ra một đường cong quyến rũ, loại bỏ bụi bẩn cứng đầu. Cảnh lộ thổi hơi vào tay, nhìn về phía đám đông, phát hiện các nữ sinh thường mặc nhiều y phục hơn, còn các nam nhân phổ thông thì mặc ít hơn, liền hỏi, có phải nữ nhi dễ sợ lạnh hơn không? Khương Ninh bước chậm lại, nghe câu hỏi này hắn thấy buồn cười, cảnh lộ là nữ nhi mà lại hỏi như vậy sao? Hắn không phản bác như trước, hắn không còn là thiếu niên hồ đồ ngày xưa, hắn hiểu rằng chính những câu hỏi không đầu không đuôi này cho thấy nàng muốn nói chuyện với hắn không hẳn đâu ngươi nhìn nàng ấy mà xem hương ninh nói chỉ thấy đà mỹ linh của ban chính a đi ngang qua eo nhỏ nhắn lắc lư theo từng bước chân cảnh lộ nhìn đà mỹ linh mặc áo ngắn nhất thời trầm mặc nàng tuyệt đối không thể chấp nhận cách ăn mặc như vậy những đồng môn khác giống hai người họ đi thư thả tới nhà ăn mà không vội vàng tranh phần ăn còn có võ doãn chi cao soái gần đó hắn đi cùng lam tử thần và bạn thân của nàng ấy mặc dù lần trải nghiệm nướng thịt lần trước rất tệ khiến lam tử thần gần như từ bỏ võ doãn chi nhưng họ vẫn được phân vào cùng một nhóm ăn nên mỗi lần tan học vẫn cùng nhau đi ăn võ doãn chi bước chậm nhìn thấy khương ninh và nữ nhi bên cạnh lại là nữ nhi khác võ doãn chi thầm nghĩ nhưng may mắn là lần này chỉ có một nữ nhi hắn nhìn kỹ nữ nhi này dần dần nhớ ra lần ở sân thể dục hắn nhớ thân hình nàng rất đẹp khác biệt hoàn toàn với Lam Tử Thần. Võ Doãn Chi bước nhanh vài bước, xuất hiện trong tầm nhìn của Khương Ninh, chuẩn bị tạo ấn tượng. Giọng hắn cao lên vài phần, nói Tử Thần, hôm qua sau khi trời mưa, nhiệt độ giảm thêm mấy độ. Lam Tử Thần sắp vào đông rồi, ta đã mua nhiều y phục trong đợt giảm giá 11. 11 đúng vậy, lạnh rồi. Võ Doãn Chi nói. Vậy nên hôm nay ta cố tình Lam Tử Thần đội mũ bơ rét màu nâu đậm, Kết hợp với mái tóc đen bóng trông rất thời trang. Võ Doãn Chi mặc áo hoodie trắng của Adidas, kiểu dáng cổ điển, nhờ dáng cao và tuấn tú nên trông rất soái khí. "Ta cũng có mũ." Võ Doãn Chi cười mỉa. Hắn chờ đợi thời cơ đã đến rồi. Là một nam nhân biết cách thể hiện, Võ Doãn Chi đã luyện cách đội mũ, chỉ cần nhún vai nhẹ nhàng, mũ hoodie sẽ trượt xuống đầu theo quán tính. Rồi mũ sẽ che nửa khuôn mặt, nhưng không che đi vẻ khôi ngô của hắn lúc đó hắn sẽ đút tay vào túi dáng vẻ sẽ rất phong trần là một soái ca trai chính thống võ doãn chi rất biết tận dụng soái khí của bản thân để thu hút nữ nhân không như những đồng môn bình thường chỉ biết lấy lòng võ doãn chi đã tưởng tượng ra cảnh mình thể hiện phong cách hắn bước chậm lại đi đến phía chéo trước mặt khương ninh đút tay vào túi trông rất phong trần sau đó hắn nhún vai một cái động tác này đã được luyện tập vô số lần từng chi tiết được mài dũa kỹ lưỡng nhưng lần này nhún vai xong mũ không trượt xuống đầu hắn võ doãn chi ngơ ngác chuyện gì vậy hắn bối rối nhưng nhanh chóng điều chỉnh nhún vai lần nữa kết quả mũ vẫn không di chuyển thử nhiều lần võ doãn chi bắt đầu nghi ngờ nhân sinh lam tử thần cảm thấy hành động của hắn thật kỳ lạ sao đang đi trên đường lại đột nhiên nhún vai so với một số nam sinh thích chơi bóng rổ đột nhiên làm động tác ném bóng giữa đường còn kỳ quặc hơn nhiều hành động của võ doãn chi là vô nghĩa cứ đứng đó rung nhúng trông như bị bệnh động kinh tử thần lo lắng hỏi ngươi không sao chứ võ doãn chi thắc mắc trong lòng tại sao không được tại sao không thể làm cho mũ rơi lên đầu gần đến nhà ăn khương ninh và cảnh lộ tiến lên phía trước là một khu vườn nhỏ xinh đẹp hàng chục ô vuông trồng hoa tĩnh lặng đứng đó đã đến mùa đông nhiều bông hoa đã tàn chỉ còn lại cành trơ trọi và một ít đất ẩm Hành vi kỳ quặc của võ Doãn Chi cũng thu hút sự chú ý của cảnh lộ, nàng cố ý nhìn Khương Ninh, nghi ngờ trạng thái tinh thần của hắn ta. Trong tầm mắt của Khương Ninh, một luồng linh lực giữ chặt chiếc mũ của võ Doãn Chi trên lưng hắn ta, không thể động đậy chút nào. Khương Ninh cười khẩy, ta không cho phép người khác làm trò trước mặt ta. Võ Doãn Chi quay đầu lại, thấy ánh mắt kỳ lạ của Lam Tử Thần và những người khác, trong lòng cảm thấy rất xấu hổ và khó chịu sự xấu hổ mãnh liệt kích thích tính hiếu thắng của hắn ta rõ ràng là hắn có thể rút tay ra khỏi túi và đội mũ lên nhưng sau nhiều lần thất bại hắn không thể chấp nhận như vậy hắn phải hoàn thành động tác này để lấy lại thể diện đã mất võ doãn chi dùng sức hơn không chỉ nhún vai mà còn dùng sức mạnh của eo thành công hay thất bại chỉ trong khoảnh khắc này võ doãn chi cúi mạnh xuống vung mạnh tạo ra quán tính mạnh mẽ cương ninh thả lỏng linh lực cuối cùng chiếc mũ trên lưng võ doãn chi cũng như ý muốn trùng lên đầu hắn ta. Khi võ doãn chi cảm nhận được cảm giác khác lạ trên đầu, hắn ta cảm thấy rất hài lòng. Chưa kịp vui mừng, trong khoảnh khắc tiếp theo, vì lực quá mạnh cộng với mặt đất ướt sau cơn mưa tối qua, toàn bộ cơ thể võ doãn chi mất thăng bằng và lao đầu vào bồn hoa. Khặt khặt khặt, vì cảnh tượng quá buồn cười, cảnh lộ không nhịn được, ho khan liên tục vài tiếng. Võ doãn chi đầu cắm vào bồn hoa, cảm nhận bùn đất mát lạnh trên mặt thần kinh của hắn đã đứt. Phản xạ theo bản năng khiến hắn ta dùng lực phần eo, muốn kéo bản thân ra khỏi bồn hoa. Tuy nhiên, động tác này quá khó, có lẽ chỉ những nữ nhi học vũ đạo chuyên nghiệp mới có thể thực hiện, vì vậy đầu võ doãn chi lại vùi sâu hơn trong đất. Lam tử thần đứng bên cạnh, một nam sinh mặc áo khoác công trang cười hỏi hắn là bằng hữu của các ngươi à, thật quá xấu hổ, Lam tử thần theo tiềm thức muốn phản bác, nhưng võ doãn chi đã quá thê thảm, nàng không nở thêm dầu vào lửa, Cuối cùng gật đầu nói hắn là đồng môn của ta. Võ Doãn Chi vùng vẫy vài lần, rút tay khỏi túi, ngoan ngoãn đứng dậy. Hắn cảm nhận ánh mắt kinh ngạc của Khương Ninh và những người khác từ xa. Võ Doãn Chi chỉ muốn hủy diệt cả thế giới này. Hắn không còn tâm trạng ăn sáng, lao bùn đất trên mặt xong rồi quay ngược hướng trời đi. Khi đã đi xa, cảnh lộ mới bật cười, nàng che miệng cười, mắt sáng long lanh, vai rung lên, ngực cũng nhấp nhô lên xuống bầu không khí vô cùng vui vẻ đột nhiên một giọng nói vang lên cảnh lộ không ngờ gặp ngươi ở đây một nam sinh mặc áo khoác công trang vẻ mặt ngạc nhiên kinh ngạc nhìn sự xuất hiện của hắn ta cắt ngang niềm vui của cảnh lộ nàng cau mày nhìn hắn cảm thấy quen nhưng không nhớ nổi tên ta là quý hiên đồng môn sơ trung quý hiên tự giới thiệu bản thân ánh mắt vô tình lướt qua khương ninh sau đó quay lại nhìn cảnh lộ chẳng trách lần trước diệp mộng thần nói rằng cảnh lộ bây giờ rất xinh đẹp thân hình đặc biệt đẹp hôm nay gặp lại quả nhiên đúng như vậy nghe tên hắn cảnh lộ cuối cùng nhớ ra hắn là ai đồng môn cũ hồi sơ trung lớp phó học tập của lớp họ khá tuấn tú có đôi mắt sáng hát rất hay từng hát bài của châu kiệt luân trong buổi dạ hội của trường nhiều nữ nhi cho rằng hắn rất có tài hoa thuộc dạng học sinh xuất chúng trong bang ồ ngươi không học ở nhất trung à cảnh lộ thắc mắc khi đăng ký nguyện vọng quý hiên và những học sinh giỏi khác rất năng nổ trong nhóm lớp vì vậy nàng có ấn tượng với định hướng của những học sinh đó nói ra thì dài lắm quý hiên bắt đầu chuẩn bị nói chuyện với nàng tìm lại cảm giác quen thuộc ngày xưa hắn nhìn khương ninh hy vọng đối phương có chút ý tứ mà rời đi để họ có không gian ôn lại kỷ niệm cảnh lộ dứt khoát nói nếu có nhiều chuyện thì đừng nói nữa chúng ta sắp ăn rồi quý hiên hả cảnh lộ nhìn về phía cửa nhà ăn bước chân nhanh hơn một chút dường như muốn nhanh chóng thoát khỏi quý hiên khương ninh chúng ta mau chóng đi ăn cơm thôi nếu không sẽ đông người ừ được khương ninh bước nhanh hơn nhanh chóng vượt qua quý hiên tiến vào bên trong nhà ăn nhìn bóng lưng của hai người vẻ mặt của quý hiên đông cứng lại lý do hắn chuyển từ nhất trung vũ châu sang tứ trung vũ châu là vì người thân của hắn làm việc tại trường thanh dịch theo yêu cầu tuyển dụng của trường thanh dịch trong tương lai họ sẽ ưu tiên tuyển dụng những học sinh tốt nghiệp từ tứ trung vũ châu người thân của hắn làm trong bộ phận tiếp thị của trường thanh dịch vì trường thanh dịch là công ty duy nhất trên toàn thế giới nên khi người thân của hắn khi đàm phán kinh doanh gần như được đối xử như ông lớn được cung cấp đồ ăn ngon và các món quà khác phụ mẫu hắn bị những lợi ích này cám dỗ nên đã tìm cách chuyển hắn sang tứ trung để có lợi thế khi tuyển dụng trong tương lai quý hiên lòng mang chí lớn tự nhận rằng tương lai của hắn không phải là người tầm thường Mặc dù danh tiếng của trường thanh dịch rất lớn, nhưng thanh niên nào muốn bị gò bó trong một xí nghiệp ở thành phố nhỏ, tương lai của hắn ta là Thượng Hải, Nam Kinh, Lâm Thành, muốn hắn từ bỏ những đồng môn quen thuộc bên cạnh và chuyển đến tứ trung xa lạ, làm sao hắn ta có thể đồng ý. Nhưng phụ mẫu đã mua cho hắn một chiếc iPhone 6 Plus, một bộ máy tính để bàn và đôi giày Ari, cộng thêm trong ban cũ của Quý Hiên không có nữ nhi xinh đẹp nào, nên hắn ta không chút do dự đồng ý, vì vậy, mang theo gói quà tặng mới, Quý Hiên đến tứ trung Vũ Châu. Hôm nay gặp lại, hắn ta đã nhắm tới cảnh lộ, đứng ở cửa nhà ăn, ánh mắt tĩnh lặng, suy nghĩ phương pháp. Nhà ăn nhỏ. Bất cứ nam sinh nào đi qua bàn ăn số 29, đều không thể không nhìn thêm một cái, bởi vì có quá nhiều nữ sinh ngồi ở bàn này, hầu hết các bàn ăn trong nhà ăn đều có tỷ lệ nam nữ là một 1, 1 nhưng bàn này lại đạt tới tỷ lệ đáng kinh ngạc 1-7, điều đặc biệt hơn là, sáu nữ nhi ngồi ở bàn này, mỗi người một vẻ, ngoài một bạn nhỏ ra, những nữ sinh khác đều khiến người khác kinh ngạc trước sự kiều diễm. Khương Ninh, sao trong bát của ngươi có hành thánh vậy? Đường phù cầm miếng bánh thịt gà, nhìn chằm chầm vào bát của hắn. Kể từ khi trải qua một chuyến cùng nhau leo núi, đường phù cảm thấy bọn họ bây giờ là bạn sinh tử, nên khi trò chuyện càng thân thiết hơn. Trần Tư Vũ, quách lão sư lấy cho hắn. Trần Tư Tình, chỉ có cửa sổ của lão sư mới có thôi. Để chăm sóc lão sư, nhà ăn đặc biệt mở thêm một khu vực nhỏ, lão sư có thể thưởng thức những món như hoành thánh, mì, những món cần chế biến tại quầy. Khương Ninh dùng muỗng múc một viên hoành thánh, vài con tôm thơm ngon nổi lên trên muỗng, cắn một miếng, nước dùng từ xương hầm và hoành thánh mềm miệng tan chảy trong miệng. Tiết Nguyên đồng nhìn Khương Ninh, ý muốn hắn chủ động chia cho nàng, còn đường phù hành động dứt khoát hơn, nàng nói cho ta thử một miếng. Tiết Nguyên đồng biểu môi, chán ghét nữ nhi vóc dáng to lớn bên cạnh. Khương Ninh chia một ít hoành thánh vốn không nhiều lắm cho đường phù, sau đó để phần lớn còn lại cho tiết nguyên đồng. Không khí trên bàn ăn rất hòa thuận, có Đường Phù ở đó sẽ không bao giờ tẻ nhạt, đủ loại chủ đề lặt vặt được nàng mang ra bàn luận. Rồi lan man đến vụ nổ bom ở nước ngoài, gây ra bao nhiêu thương vong. Đường Phù đặt bản thân vào tình huống, hỏi nếu chúng ta bị tấn công bằng bom, có thể chạy thoát không? Khương Ninh, ngươi là sinh viên thể thao, ngươi chắc chắn chạy thoát. Được khen ngợi, Đường Phù cười ngây ngô, Kim Tốn nói: "Ha ha." bình thường thôi. Bạch Vũ Hạ nghe xong liền muốn bật cười, mũi ngốc thật sự không nhận ra bị treo chọc sao, Trần Tư Vũ nếu là bom nguyên tử thì sao, có thể chạy thoát không, đường phù xem lúc nào ném thôi, nếu ném chậm, ta chắc chắn chạy thoát. Tỷ tỷ Trần Tư Tình nói, phạm vi nổ của bom nguyên tử rất lớn. Đường phù chỉ vài công lý thôi mà, ta chạy vài công lý rất dễ dàng. Trần Tư Vũ, nếu là bom hero thì sao, nghe nói phạm vi có thể lên đến hàng chục công lý. Hàng chục công lý ta cũng không vấn đề gì, đừng quên, ta từng chạy marathon nửa chặng 21 công lý. Đường phù tỏ vẻ tự tin. Trần Tư Vũ thấy nàng tự tin như vậy, định đưa ra một vũ khí mạnh hơn để đánh bại huyền thoại bất bại của nàng, nàng suy nghĩ một lúc, không nghĩ ra được, rồi hỏi Bạch Vũ Hạ, trên thế giới có vũ khí nào mạnh hơn bom hero không? Câu hỏi này thực sự làm khó Bạch Vũ Hạ, các nữ thường không thích nghiên cứu vũ khí, chủ đề này thường các nam nhi thích nghiên cứu hơn, nàng cố gắng nhớ lại những gì phụ thân từng nói về vũ khí hạt nhân, lúc này, Đường Phù lên tiếng, tất nhiên là có rồi, ngươi ngốc thật. Bạch Vũ Hạ dừng suy nghĩ, nhìn Đường Phù, ý định học hỏi thêm kiến thức từ nàng. Đường Phù nói, bom hero lớn. Lớp 11A8. Thầy giáo toán cao Hà xuất bước nhanh vào lớp, theo sau là bóng dáng oai vệ của ông mọi tiếng ồn biến mất, tất cả trở về yên lặng. Ông nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại ở hàng ghế cuối cùng, nơi Ngô Tiểu Khải đang ngồi. Do dậy từ 4 giờ sáng để chơi bóng rổ, Ngô Tiểu Khải thường xuyên thiếu ngủ và thường tranh thủ ngủ gật trong giờ học. Cơ mặt cao hà suất giật giật, ông cất giọng to rõ, Ngô Tiểu Khải, tỉnh dậy, tiếng nói vang vọng khắp lớp, nhưng Ngô Tiểu Khải vẫn ngủ say, nước miếng chảy xuống trang sách. Cao Hà xuất lại hét lớn, âm thanh vang dội sang tận lớp chính bên cạnh khiến học sinh chuyển trường quý hiên phải giật mình giáo viên ở đây nóng nảy thật sáng sớm đã quát học sinh cao hà xuất hét liên tục mấy lần cả lớp đều đau đầu ông thở hổn hển vì mệt dù vậy ông vẫn không thể đánh thức ngô tiểu khải giận dữ cao hà xuất rất muốn đánh ngô tiểu khải một trận nhưng hiện tại không thể đánh học sinh nếu bị phát hiện sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông ông nén giận miêu triết ngươi gọi hắn dậy miêu triết đẩy đẩy cặp kính gọng vàng trông rất nho nhã trước đây hắn đeo kính đen nhựa cũ nhưng sau khi học hỏi cách thay đổi diện mạo từ lư kỳ kỳ hắn đã biến thành con người hoàn toàn mới Miu triết không đánh thức ngô tiểu khải chỉ gọi ngô tiểu khải cao hà suất nhíu mày ý ngươi là gì ngươi cũng đang lừa ta sao miêu triết nói tiếp dậy đánh bóng rổ nào ngô tiểu khải lập tức tỉnh dậy bật lên khỏi ghế nhìn quanh và nói vội vàng, ai gọi ta đánh bóng rổ, Cao Hà Suất gầm lên, ra ngoài, Ngô Tiểu Khải ôm quả bóng rổ, ra thì ra. Hắn tự thưởng cho mình một tiết thể dục. Nhìn theo bóng lưng hắn, Cao Hà Suất tức đến run người, dùng tay run rẩy chỉ vào học sinh trong lớp, tức giận, các ngươi, thế hệ này được nuông chiều quá mức, đánh cũng không được, mắng cũng không xong, ông giảng dạy mắng mỏ suốt 2, 3 phút mới bắt đầu bài học. Không khí lớp học của Cao Hà Suất rất nghiêm túc. Đến thôi Vũ và Mạnh Quế cũng không dám xem phim mà chỉ lấy một cuốn sổ nháp ra chơi trò caro. So với họ, Tào Cung chăm chú nghe giảng hơn. Dù lớp cũ của hắn bị giải tán, hắn không vào được lớp chọn, nhưng về học lực cá nhân, hắn thuộc tốt trung bình khá của khối. Đỗ đại học hạng 2 là chắc chắn, hạng nhất thì phải tùy vào may mắn. Tào Cung đang nghe giảng, bỗng nhận thấy Mạnh Tử Vận bên cạnh không được tự nhiên, nàng ngồi không yên, vẻ mặt lộ rõ sự khó xử và ngượng ngùng tào côn là người theo đuổi mạnh tử vận sau hơn một năm thân thiết hắn tự cho rằng mình hiểu nàng suy nghĩ một lát những kiến thức trước đây hiện lên trong đầu hắn hiểu rõ mạnh tử vận chắc chắn là đến kỳ của nàng rồi cảm giác mơ hồ ấy xuất hiện trong đầu tào côn chắc chắn là đúng khoảnh khắc đó như những chiếc thuyền lớn đổ vào dòng nước xiết tào côn nhận ra cơ hội đã đến hắn nhìn qua cường lý phía trước nhìn đến phía sau đổng thanh phong Ta có hai kẻ địch trong đời, một là ta, hai là Đổng Thanh Phong, họ đều là cơn ác mộng của ta. Tào Côn tự nhủ. Trước đây, hắn là chàng trai nổi bật nhất lớp, không ai có thể cạnh tranh với hắn, mạnh tử vận là của hắn. Nhưng từ khi vào lớp 8, thế giới đã thay đổi, Đổng Thanh Phong là mối đe dọa lớn. Hắn không ít lần mơ thấy mạnh tử vận rơi từ cán cân xuống, từ vòng tay hắn chuyển sang vòng tay Đổng Thanh Phong. Từ đó, hắn mất đi tình yêu lúc này tào côn tự hỏi ta còn cơ hội không cơ hội chính là lúc này tào côn nhận được sự trả lời từ sâu thẳm trong tâm hồn hắn phải làm gì đó để giành lại trái tim của mạnh tử vận tào côn từ từ giơ cuốn sách lên che đi khuôn mặt đẹp trai của mình và ánh mắt như trâu của cao hà xuất mạnh tử vận nhìn hắn đầy nghi hoặc cường lý bên cạnh cũng thấy kỳ quái tào côn liếc nhìn mạnh tử vận thấy nàng đang nhìn mình hắn bắt đầu run cảm thấy sợ hãi muốn rút lui nhưng nghĩ đến đổng thanh phong hắn lại kiên định cả đời ta luôn bước đi trên băng mỏng giờ ta muốn phá băng mà tiến tới tàu cung vung nắm đấm mạnh mẽ đấm vào mũi mình bốt một tiếng cường lý và mạnh tử vận ngạc nhiên nhìn hắn điên rồi sao ngay sau đó nước mắt chảy ra từ mắt tàu côn cùng lúc đó máu từ mũi chảy ra đỏ tươi tàu côn lau nước mắt giơ tay xin phép cao hà xuất thầy ơi mũi ta chảy máu ta đi phòng y tế xử lý cao hà xuất thấy kỳ quặc nhưng học sinh bị thương nên đồng ý tào cung hân hoan bước ra hắn chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi chạy đến siêu thị nhỏ trong trường mua cho mạnh tử vận một gói băng vệ sinh hắn trở lại như một vị thần ngồi xuống lấy gói băng vệ sinh ra từ túi nhựa đen như một vị tướng thắng trận hấn hở đưa cho mạnh tử vận a à, mạnh tử vận sững sờ hiểu ra hành động của hắn tào cung cười rạng rỡ nhưng máu mũi lại chảy ra, hắn vội lấy khăn giấy lau. Thực ra, mạnh tử vận có thể mượn người khác, nhưng nhìn thấy tào cung lúc này, nàng cảm động và hiếm khi có cảm giác ấy nấy. Hắn từng là người kiêu ngạo như vậy. Mạnh tử vận nghĩ. Mẹ kiếp, học được rồi. Cường lý, người chứng kiến từ đầu, thầm ghi nhớ, chờ cơ hội thử nghiệm. Giờ ra chơi. Du Văn đến hàng ghế sau nói chuyện với Lư Kỳ Kỳ liễu truyền đạo bước qua bục giảng ra ngoài hành lang tìm thương thái vi đang thư giãn mắt hắn tiến lại gần cười nói vi vi ta phát hiện ta có chút thích ngươi ngươi có thích ta không thương thái vi bối rối lắp bắp ta không muốn yêu đương trong ba năm cấp ba tại sao liễu truyền đạo vuốt tóc khuôn mặt bầu bánh bao tự tin ca không đẹp ra sao dương thánh bên cạnh chế giảo không đẹp liễu truyền đạo không để ý nói tin ngươi sao nổi đang trốn đằng sau chảy nước miếng mà còn cứng miệng, Dương Thánh bị làm cho khó chịu. Chiếc nhẫn kim cương đốc tờ đẹp quá. Du văn tháng phục, Á Nam, kỳ kỳ, các ngươi nhìn đi. Nàng trình diễn màn hình, tiếng tháng phục của Giang Á Nam lập tức vang lên. Trên màn hình là chiếc nhẫn kim cương, như bông tuyết sáu cánh, trông vô cùng trong trẻo và lãng mạn, thiết kế tinh tế làm tôn lên vẻ đẹp của chiếc nhẫn. Kỳ kỳ, đẹp hơn cái nhẫn và ngươi đang đeo đúng không? Du Văn đột nhiên nói. Lần trước bạn trai tương lai của Lư Kỳ Kỳ tặng nàng một chiếc nhẫn vàng, đối phương không ít lần khoe khoang trước mặt nàng, làm Du Văn thấy khó chịu, có gì mà ghê gớm chứ, Lư Kỳ Kỳ có chút không tự nhiên, chỉ có thể gật đầu, đúng là đẹp thật. Du Văn, hơn nữa những kim cương doctor tờ có quy định, một người đàn ông chỉ có thể đặt một chiếc trong đời, tượng trưng cho tình yêu duy nhất một đời. Điều này có sức hút lớn với nhiều cô gái tuổi thanh xuân. Lư Kỳ Kỳ phản bác, chỉ nói là đàn ông chỉ được đặt một chiếc trong đời đâu có quy định phụ nữ chỉ được nhận một chiếc nên logic đó không đúng du văn bị nghẹn lại nói dù sao những kim cương vẫn đẹp hơn sau này ta cưới nhất định phải bắt hắn mua những kim cương quách khôn nam là con nhà nông chẳng mấy hứng thú với những kim cương hắn nói những kim cương chẳng cần thiết không giữ giá trị mua về là mất giá một nửa không bằng mua vàng ban đầu lư kỳ kỳ cũng có ý kiến với những kim cương nhưng khi thấy có nam sinh lên tiếng sắc mặt nàng thay đổi lập tức đổi lập trường những kim cương sao lại không cần thiết quách khôn nam các ngươi đã học hóa học chắc biết kim cương và than đều là carbon không có giá trị lư kỳ kỳ ha ha ý nghĩa của kim cương không phải ở bản thân nó chúng ta con gái cần chính là một thái độ đang khải tuyền ra mặt vì anh em nam ca nói rất đúng kim cương không phải tài nguyên hiếm ngày càng nhiều kim cương nhân tạo bản chất vẫn là than du văn chế nhạo quyền chí long và ngươi đều là người sao hắn lại là ngôi sao cao ráo đẹp trai hơn ngươi quyền chí long là ngôi sao hàn quốc thời nay vô cùng nổi tiếng là giấc mơ của bao thiếu nữ quách khôn nam muốn tranh luận nhưng lại không nói được gì dù không đồng tình với quyền chí long thấy hắn chẳng ra gì nhưng thực tế hắn đúng là cao ráo đẹp trai hơn mình đan khải tuyền nói chúng ta đang bàn về kim cương một loại vật chất thuần túy đan khải tuyền đưa ra nhiều ví dụ cho thấy kim cương không có giá trị nhưng Du Văn vẫn ngẩng cao đầu, kiêu ngạo, quyền chí long và ngươi đều là người. Nàng cứ lặp lại câu này. Tiếng nói càng lớn, nhiều bạn học trong lớp nghe thấy. Đổng Thanh Phong đi tới cuối lớp, thấy sắc mặt quách khôn nam khó coi, hắn vẫy tay, ra hiệu ngừng tranh luận. Hắn mỉm cười nói, kim cương đúng là không có giá trị thực, nhưng nó là vật đính ước, giống như hoa tươi, túi sách hàng hiệu, chúng ta mua kim cương không phải để cầm cố, nó là biểu tượng của tình yêu sau này khi ngươi cưới cô gái ngươi thích nếu nàng yêu cầu ngươi mua kim cương ngươi có hai lựa chọn một là đồng ý mua kim cương hai là từ chối nói với nàng kim cương chỉ là thuế thông minh sau đó nhìn ánh mắt nàng từ từ tắt lịm ngươi sẽ chọn cái nào lư kỳ kỳ nói chậm rãi vì thế các ngươi nam sinh mắc sai lầm luôn muốn chúng ta lý trí nhưng một khi chúng ta con gái lý trí liệu có chọn các ngươi không du văn biểu môi quay lại luận điểm ban đầu, thật buồn cười, lại nói kim cương và. Thang giống nhau, quyền chí long và các ngươi đều là người đấy, nghe vậy, Đan Khải Tuyền và Quách Khôn Nam cảm thấy ức chế không nói nên lời. Trong không khí này, Mã Sự Thành ngẩng đầu, nhìn chầm chầm Du Văn, hắn nói một câu, vì thế ngươi không xứng với Quyền Chí Long, ngươi cũng không xứng với Kim Cương. Giờ nghỉ giải lao sau tiết học thứ hai buổi sáng. Quách Khôn Nam ra sân trường dạo chơi bên cạnh có đan khải tuyền mã sự thành vương long long thôi vũ mạnh quế và liễu truyền đạo đang theo đuổi thương thái vi anh tuyền ta thật sự không thoải mái quách khôn nam nghẹn trong lòng từ khi giả mạo hoàng trung phi và mạng mạn trò chuyện hắn đã chịu đã kích nghiêm trọng không tự tin vào vẻ ngoài của mình nay lại bị du văn dùng ngôi sao hàn quốc quyền chí long đè bẹp quách khôn nam giờ đây lo lắng về ngoại hình các huynh đệ ta thật sự xấu lắm sao quách khôn nam hỏi mã sự thành không xấu thực ra cũng ổn mà vương long long nam ca chỉ hơi đen thôi thực ra cũng có chút phong trần đan khải tuyền đúng vậy dù nghe câu trả lời có chút vui nhưng quách khôn nam vẫn không tự tin hắn nói chủ yếu là ta không rõ ngoại hình ta trong mắt con gái sẽ nhận được đánh giá gì như gương mặt quyền chí long ta thấy quá nữ tính nhưng con gái lại thích hắn lấy ví dụ Mã sự thành nhìn quanh sân vận động, bất chợt thấy một cô gái, cô ấy mặt mũi xinh đẹp, quan trọng là có chút quyến rũ. Người ta nói tâm sinh tướng Mã sự thành không chọn tin vào tướng mạo, hắn hỏi Long Long, giới thiệu chút đi. Vương Long Long nói nhỏ, lớp 10A15 thương vãn tình, nghe nói nàng rất đảng trí, thường làm mất thể mượn sách, rồi nhờ nam sinh mang đến ký túc xá, nếu đẹp trai thì gặp mặt, nếu xấu thì bỏ thể luôn là nhân tài đấy. Mã sự thành đánh giá hắn nhìn thương vãn tình một lúc nghĩ nếu nàng thường xuyên đùa dẫn huynh đệ ta thì đừng trách ta xem nàng như viên đá thử vàng mã sự thành tập hợp mọi người lại các ngươi ai muốn biết mình trông thế nào ta có một cách cách gì không chỉ quách khôn nam thôi vũ và liễu truyền đạo cũng tiến lại học sinh trung học phần lớn đều khá tự luyến như liễu truyền đạo luôn cho rằng mình đẹp trai vô đối thực ra mã sự thành trước đây cũng nghĩ vậy nhưng giờ hắn không quan tâm ngoại hình nữa các ngươi làm như thế mã sự thành nói cách làm rồi nhìn mọi người ai dám làm trước quách khôn nam hít một hơi sâu ta làm nói xong hắn lập tức hối hận nhưng không thể để huynh đệ xem thường quách khôn nam cắn răng tiến lên thương vãn tình và bạn nữ đang dạo chơi trên sân hai người nói chuyện rôn rã lúc này quách khôn nam chạy tới trước mặt hai nàng thương vãn tình và bạn ngừng nói chuyện quan sát hắn một lượt Quách khôn nam dũng cảm nói, chào nàng, ta thấy nàng rất xinh đẹp, có thể hỏi nàng có bạn trai chưa? Bạn của thương vãn tình quay đầu nói, vãn tình, ngươi quyến rũ thật, đi trên đường cũng có người đến bắt chuyện, ha ha ha. Thương vãn tình dịu dàng nói, xin lỗi anh trai, ta có bạn trai yêu xa rồi. Quách khôn nam ngượng ngùng nói, ồ, ta biết rồi. Hắn thất vọng rời đi. Quay lại chỗ huynh đệ, thôi vũ biết được đáp án, không giấu nổi cười nhạo, hắn búng ngón tay đến ta rồi. Thôi Vũ chạy đi bắt chuyện với thương vãn tình. Một phút sau, hắn trở về, chửi bới. Nàng nói đang yêu đương cuồng nhiệt với bạn trai, liễu truyền đạo vuốt vuốt tóc, gương mặt đầy tự tin. Ha ha ha, các ngươi buồn cười thật, để ta lên nào, với chiều cao 1m8 của ta, để các ngươi thấy thế nào là thật sự đẹp trai, hắn bước đi đầy kiêu hãnh. Một phút sau, liễu truyền đạo tức giận nói, chết tiệt, nàng nói sắp đính hôn với bạn trai rồi. Cô gái này toàn nói lời xảo trá. Liễu truyền đạo tức giận. Mã sự thành nói, chứng tỏ sự đáng tin của phương pháp. Mọi người sau khi thách thức xong, so sánh lại, quách khôn nam tâm lý được an ủi đôi chút, hóa ra ta không tệ, ta đẹp trai nhất. Đúng lúc này, Khương Ninh dẫn cặp song sinh ra sân vận động dạo chơi, dáng người hắn cao ráo, thẳng thắn và kiên định, khí chất thanh tao, rất dễ thu hút sự chú ý trong đám đông. Quách khôn nam ánh mắt lóe lên, nhớ tới vận đào hoa của khương ninh bỗng nhiên sinh lòng ganh đua tâm lý này khiến hắn chạy đến trước mặt khương ninh ninh ca giúp ta một việc được không là bạn cùng lớp khương ninh hỏi việc gì quách khôn nam nhìn cặp song sinh ngập ngừng việc này khó mà nói trước mặt các cô gái trần tư vũ nắm tay chị gái định lùi ra xa khương ninh giơ tay không cần trần tư tình thấy vậy lòng vui mừng dù hắn nói chuyện với nam sinh khác cũng không có chủ nghĩa nam quyền mà đuổi các nàng đi sự tin tưởng này khiến người ta rất vui nhưng nàng vẫn vui vẻ cùng em gái lùi lại là thế này quách khôn nam kể được thương ninh đáp bắt chuyện với cô gái thôi đối với hắn đây là trải nghiệm mới lạ hắn bước đi xuất hiện trước mặt thương vãn tình thương vãn tình thấy có người đến nữa vốn trong lòng rất khó chịu chuyện gì thế này hôm nay từng người từng người tìm đến ta à nàng khó chịu ngẩng đầu lên, rồi chạm phải đôi mắt, đôi mắt này như bức tranh thủy mặc chuyển động, quát lên vẻ cổ kính vô tận. Thiếu nữ choáng ván một lúc, chìm vào thế giới thủy mặc mênh mông này. Nàng trả lời sao? Quách khôn nam vội vã vây quanh, mong chờ câu trả lời của Khương Ninh. Thôi vũ, liễu truyền đạo cũng rất háo hức. Đặc biệt là liễu truyền đạo, hắn luôn tự cho mình là đẹp trai nhất, không coi ai trong lớp ra gì. Khương Ninh vẻ mặt bình tĩnh, Nàng nói chưa từng yêu ai, hiện giờ rất muốn có một tình yêu ngọt ngào, còn thêm cả uy chát của ta. Thôi vũ bước đi loạn choạng, không chịu nổi đã kích, tiểu quế tử, đỡ ta một chút. Quách khôn nam kinh ngạc, nàng không phải có bạn trai sao, vương long long chậm rãi nói, không hiểu à, đây gọi là trong mặt mà bắt hình đông ghi. Tiếng chuông vang lên. Học sinh tan học chen chúc nhau, tạo thành một dòng người đông đúc tràn ra hành lang. Khương Ninh vẫn ngồi yên tại chỗ, cũng không phải là hắn không muốn đứng dậy đi căng tin mà vì tiết nguyên đồng chiếm đang chiếm chỗ cản trở bước chân ăn cơm của hắn thường ngày lúc này tiết nguyên đồng vẫn còn ngủ đến mơ mơ màng màng còn cần hắn chỉ dẫn mới có thể tìm được đường đến căng tin nhưng hôm nay khuôn mặt nhỏ nhắn của tiết nguyên đồng lộ rõ vẻ đau đớn khương ninh ta bị chuột rút rồi vốn ngủ gật trong giờ học rất sảng khoái kết quả chân bị chuột rút thì lại chẳng dẫn chịu chút nào đau đến mức nàng suýt chút nữa cắn khương ninh một cái nhìn dáng vẻ ốm yếu của nàng, Hương Ninh nói, chuyện tốt, chứng tỏ ngươi đang trong thời kỳ phát dục, sắp cao lên rồi. Tiết Nguyên Đồng vốn đang đau đến muốn khóc, vừa nghe những lời này, nhất thời phấn khích, thật sao? Ta đã nửa năm không cao thêm chút nào rồi. Hương Ninh, rất có thể, khoảng thời gian ta cao lên, chân cũng thường bị chuột rút. Thật tuyệt, tóc dáng Khương Ninh cao như vậy, lời nói của hắn về việc tăng chiều cao quả thật rất có trọng lượng liều thuốc kích thích này khiến tiết nguyên đồng lại tràn đầy sức sống. Nghĩ đến việc nàng sắp cao lên, cơn đau ở bắp chân cũng giảm đi phần nào. Bây giờ, nàng cần phải nghĩ đến việc quan trọng hơn, nàng quả thực mặt mày hớn hở, thế nhưng rồi lại hơi lo lắng. Người nói nếu ta cao lên thì quần áo bây giờ có còn mặc vừa không, tất nhiên là không rồi, sẽ ngắn hết. Cương Ninh nói. Vậy là ta phải mua rất nhiều quần áo mới, tốn kém quá đi. Tiết Nguyên Đồng hơi tiếc nàng vốn là người rất tiết kiệm cái cũ không đi cái mới không đến khương ninh an ủi ai nếu mà ta cao lên thì chẳng ai dám nói ta lùn nữa tiết nguyên đồng ảo tưởng sau này khi đối mặt với đường phù cao to cũng sẽ không còn hận như vậy không có cách nào ai biểu khi nàng tiến lên một bậc cảnh giới cũng theo đó mà nâng cao đợi cho học sinh bên ngoài hành lang dần thưa thớt chân không còn đau nữa tiết nguyên đồng đi theo khương ninh ra khỏi lớp Dọc đường đi, nàng liếu riếu kể lại cảnh tượng sau khi cao lên. Nàng cố ý kiển chân, nâng cao tầm mắt, trải nghiệm thế giới kia trước thời hạn. Phương Ninh thì nhìn về phía đông, thần thức của hắn vượt qua tòa nhà dạy học, vượt qua sân thể dục, kéo dài đến tận đường Nam Hoành xa xa. Con đường này không chỉ là đường về nhà của hắn, mà còn là đường về nhà của Tiết Sở Sở. Trong phạm vi thần thức của hắn, Tiết Sở Sở đang đi xe điện, mũ bảo hiểm kiểu cũ không không che hết được vẻ đẹp của tuyệt trần của nàng mái tóc dài bay nhẹ theo gió dáng vẻ thanh thoát khương ninh hiểu ý cười một tiếng nhưng một giây sau nụ cười của hắn giảm đi đôi chút vì phía sau tiếc sở sở mấy chục mét một người lái xe mô tô hầm hố đang nhìn chằm chằm tiếc sở sở người lái xe là một thanh niên xăm trổ lớn lên miệng nhọn má khỉ không tính là cường tráng diện mạo có vài phần hung dữ không ổn rồi khương ninh nghĩ như thế sở sở bị theo dõi rồi nhưng khương ninh không quá lo lắng Đập sông cũng không phải khu không người, phía trên luôn có người đi bộ hoặc đi xe đạp đi ngang qua. Hơn nữa, tiết sở sở rất thông minh, chắc chắn sẽ không cố ý đi vào những nơi vắng vẻ. Nếu không, với vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, chỉ sợ nàng đã không biết bao nhiêu lần gặp rắc rối rồi. Một nữ sinh có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, có thể từ một môi trường cấp 2 ở vùng quê đầy hỗn loạn vào thập niên 10, bình an vô sự mà vào được trường cấp 3 tốt nhất của Vũ Châu tránh khỏi những tên côn đồ độc ác và cả những nữ sinh côn đồ độc ác và đố kỵ hơn, Khương Ninh ất tin vào khả năng tự bảo vệ bản thân của nàng. Nhưng, người khôn cũng có lúc hóa khờ. Xã hội hiểm ác muôn hình vạn trượng, vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn, lần trước Khương Ninh đã gia cố trận pháp cho ngọc bội hộ thân của sở sở. Chỉ là, với tài trí của sở sở, nếu ngọc bội phát huy tác dụng, có lẽ nàng sẽ nhận ra điều gì đó. Từng nhắc đến đây, Khương Ninh vận dụng linh lực, tập trung vào đầu ngón tay, sau đó lấy ra một đạo phù lục, nhẹ nhàng tung ra. Phù lục vô hình hóa thành luồng sáng bay về phía đông. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã dừng lại ngay trước chiếc mô tô cực ngầu kia. hương Ninh lẩm bẩm, ta không cho phép có ai sở hữu chiếc xe ngầu hơn ta. Làm xong những chuyện này, hắn mới yên tâm đi đến căng tin. Đập xong. Cậu tự phóng chiếc mô tô mới tinh, tiếng động cơ gầm rú vang vọng, trong tay hắn đó chẳng khác nào bản nhạc tuyệt vời nhất thế gian hắn vặn tay ra cảm nhận sức mạnh bùng nổ lúc này người và xe như hòa là một hắn cảm thấy chỉ cần dùng một chút lực là có thể dễ dàng bay lên tận trời xanh quá đã chiếc xe này quá đã cậu tử thầm reo lên trong lòng còn về việc trước đó nghiêm ba cảnh báo hắn rằng anh em của hắn đã bị ngã gãy chân khi lái chiếc mô tô này cậu tử cho rằng đó là chuyện hoang đường chỉ có những kẻ nghiệp dư mới bị ngã gãy chân, còn hắn là vương giả của giới mô tô, tất nhiên, dù có thích đến mấy thì cậu tử cũng không quên nhiệm vụ hôm nay. Nghiêm ba đã nói, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hôm nay một cách xuất sắc, chiếc mô tô sẽ là của hắn. Cậu tử cảm nhận được ưu điểm của chiếc mô tô này, hắn hoàn toàn chứa mất chiếc xe máy của kỹ trước đây, từ giờ trở đi hắn sẽ là một biker chính hiệu. Nghĩ đến cảnh hắn sẽ cử chiếc mô tô này đến cổng nhà máy điện tử để tán gái, hắn không khỏi cảm thấy vô cùng phấn khích. Cậu tử chăm chú nhìn vào bóng dáng nữ sinh phía trước. Đẹp quá đi, nếu không phải nghiêm ba đã nhắm đến nàng, chắc chắn hắn sẽ thử tán tỉnh xem sao, hơn nữa đối phương còn là học sinh cấp 3, nếu hắn có thể cưa đổ được nàng rồi đi khoe khoang với đám bạn thì còn gì bằng, nhưng vì đã nhận nhiệm vụ của nghiêm ba, cậu tử đành phải kìm nén ý định trong đầu. Hắn điều khiển chiếc mô tô một cách vững vàng, lướt qua những hàng cây dương cao lớn hai bên đường, hình xăm thanh long trên cổ dương nanh múa vuốt tựa như vật sống nhiệm vụ của hắn rất đơn giản chỉ cần lái xe nhanh qua bên cạnh em gái ép đối phương giảm tốc độ rồi đá nàng một cái đá xong liền chạy trốn ba ca lái xe đi theo phía sau đến lúc đó ba ca lên sân khấu anh hùng cứu mỹ nhân chở nàng đi bệnh viện băng bó vết thương ông 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 tiếng động cơ xe máy ngày càng lớn người qua lại trên đập sông đều hướng mắt về đây cậu tử hưởng thụ ánh mắt của người khác Hắn lần nữa vặn tay ga, chiếc xe lập tức lao đi như một mũi tên, xé gió lao về phía trước. Từ gương chiếu hậu, Tiết Sở Sở đã sớm chú ý tới đối phương, nàng từ từ giảm tốc, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dù sao tốc độ xe điện của nàng chỉ có 60, khẳng định chạy không lại xe mô tô. Tiết Sở Sở giảm tốc xuống còn 20, cậu tử phía sau thấy vậy liền nghi ngờ, hắn cảm thấy mình bị nghi ngờ. Nhưng, cho dù bị nghi ngờ thì sao? cậu tử tăng tốc đột một vượt lên trước tiết sở sở sau đó giảm tốc rồi nghiêng xe sang phải ép xe điện của tiết sở sở vào lề đường là một tay chơi liều lĩnh cậu tử rất rành những trò quậy phá người thường gặp phải chắc chắn sẽ tức điên lên trên mặt tiết sở sở không có biểu cảm gì nàng đại khái đoán được ý đồ của đối phương chỉ muốn treo chọc nàng tiết sở sở bóp phanh chủ động dừng xe muốn xem đối phương định làm gì cậu tử định đá nhưng thấy xe của nữ sinh đã dừng lại đá như vậy thì không đủ ngầu. Chỉ có lúc đối phương đang chạy xe, hắn đá một cái, hết cả người lẫn xe ngã ra mới đủ oai. Vì thế cậu tử lại vặn tay ga, kèm theo tiếng, ông, lớn vang lên, chấn động đến lỗ tai tiết sở sở không thoải mái. Xe mô tô đột nhiên tăng tốc. Phía sau cách đó mấy trăm mét, nghiêm ba lái chiếc BMW của mình, một tay điều khiển vô lăng, một tay cầm kính viễn vọng, đang quan sát tình huống. Chết tiệt, cậu tử đang làm gì vậy? Nghiêm ba nổi giận, lúc nên ra tay thì không ra tay. Tiết sở sở nhìn thấy đối phương lái xe rời đi, nàng lại khởi động xe điện đi về nhà, lúc này nàng đã nhìn thấy nhà trệt, chỉ cần về đến nhà là sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Nàng hít một hơi, lái xe về phía nhà. Cậu tử rơi lại phía sau, nhìn theo bóng lưng nữ sinh, mắt hắn dần nheo lại, xưa có danh tướng quan Vân Trường cưỡi ngựa chém tướng, nay có cậu ca cưỡi mô tô đá mỹ nhân, đuổi, ong ong ong, xe mô tô rú ga, cậu tử tăng tốc tối đa, chiếc xe hóa thành một đạo ảo ảnh, điên cuồng chạy nước rút. Nhanh, thật sự quá nhanh, chỉ mất vài giây đã đuổi kịp xe điện. Cậu tử sắc mặt dữ tợn, trong đầu hắn đã hình dung ra cảnh tượng huy hoàng, đến đây đi, đến đây đi, hắn gầm lên trong lòng, mắt dán chặt vào bóng hình xinh đẹp phía trước, khóe miệng cong lên một nụ cười tàn nhẫn, Phá hủy những điều tốt đẹp, cảnh vật hai bên đường lướt qua nhanh chóng, gió mạnh rít gào, tiếng vù vù rung động, tóc tai rối tung, khiến người ta sinh ra ảo giác hư ảo. Cậu tử tính toán chính xác khoảng cách, vị trí và góc độ ra chân. Cuối cùng, chiếc xe máy cầm rú đã đưa hắn đến bên cạnh tiết sở sở. Chết tiệt! Cậu tử hét lên. Cùng lúc đó, trong căn tin trường Trung Hóc số 4, Khương Ninh thì thầm, nổ. Cậu tử điều chỉnh trọng tâm tới gần tiết sở sở, dây tiếp theo, tay lái mô tô đột nhiên như được bôi trơn bằng dầu nhớt, lắc lư loạn xạ. Chiếc xe lập tức mất kiểm soát, giống như một con ngựa hoang thoát cương, điên cuồng giải dụa, đầu xe rung lắc dữ dội, cậu tử hoàn toàn không thể khống chế được. Tiết sở sở quay đầu lại, liền thấy chiếc mô tô như điên xẹt qua nàng, đầu xe trao đảo dữ dội, càng lúc càng nhanh, rồi, ầm. Một tiếng đâm sầm xuống đất. Những bộ phận xe không rõ tên văng ra khắp nơi, May mắn thay tiết sở sở phản ứng nhanh, tránh sang một bên. Cậu tử bị chiếc xe máy nặng nề đè lên người, cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể, hắn gào thét thảm thiết. a à. Chân ta, hắn nhìn về phía sau, hét lớn. Ba ca, ba ca cứu ta, nghiêm ba cầm kính viễn vọng, nhìn thấy cảnh này, tức giận mắng. Đồ vô dụng, căng tin trường trung học số 4. Sau khi ăn xong, Quách Khôn Nam, Đan Khải Tuyền và Hồ Quân cùng nhau quay về ký túc xá nghỉ ngơi họ vừa bước ra khỏi cửa căng tin trương trì đuổi theo từ phía sau khoác vai quách khâu nam một cách thân mật nở một nụ cười gượng gạo nam ca gần đây thế nào tâm trạng quách khâu nam không tốt lắm sáng nay trong sân thể dục có cuộc thi nhan sắc hắn bị khương ninh áp đảo không được tốt lắm hắn trả lời trương trì gần đây ta định mua một cái máy tính bảng người biết máy tính bảng chứ máy tính bảng thời đó là một món đồ hiếm thương hiệu có tiếng tâm chỉ có apple không giống như sau này khi thị trường đa dạng nhiều máy tính bản Android trong tầm giá khoảng 2.000 tệ làm khá ổn. Quách khôn nam không quan tâm đến máy tính bản của hắn mà trả lời, không có tiền cho mượn đâu. Sắc mặt trương trì cứng đờ, vẫn cười, nam ca, chuyện khác không nói, dạo này ta kiếm tiền cũng khá ổn, chẳng lẽ ngươi lo ta trả không nổi, hồ quân bên cạnh trong lòng nói thầm, không lo ngươi trả không nổi, ta lo ngươi không trả luôn cơ, thời học sinh, những người vay tiền rồi không trả như thế này rất đáng ghét. Quách khôn nam, ta thật sự không có tiền. Trương Trì nói chuyện với hắn một lúc, thấy Quách Khôn Nam nhất quyết không cho mượn một xu nào. Hắn lại quay sang Đan Khải Tuyền, Tuyền ca, cho ta mượn ít tiền đi, nha. Đến lúc đó ta mua máy tính bản xong sẽ cho ngươi mượn xem phim, xem phim trên màn hình lớn của máy tính bản sướng lắm đấy, Đan Khải Tuyền bình tĩnh nói, được thôi, để ta hỏi ý kiến bạn gái ta đã. Nghe vậy, Trương Trì giật mình, không thể tin được, không phải là ngươi chưa có bạn gái sao, đang khải tuyền, đúng rồi, cho nên không có gì để bàn cả. Trương Trì thầm mắng một tiếng, rồi quay sang nhìn người cuối cùng là Hồ Quân. Chưa kịp để hắn mở miệng, Hồ Quân đã nói, màn hình điện thoại của ta vỡ rồi, dạo này đang tính đi sửa, không có tiền. Trương Trì nhổ lông cừu thất bại, nhưng hắn không hề nản lòng, dù sao cũng chỉ là thử xem sao thôi, cũng chẳng mất gì. Ngươi biết sửa màn hình không? Màn hình điện thoại cũ của ta hỏng rồi. Ngươi có sửa được không? Màn hình điện thoại cũ của Trương Trì vỡ nát, vốn định bán đi, nhưng điện thoại không đáng giá, lại thêm màn hình hỏng nữa thì càng không đáng giá. Trước đó hắn định sửa lại rồi đem bán trên sàn giao dịch đồ cũ, nhưng hỏi ra mới biết thay màn hình tận 80 tệ, thế thì còn sửa làm gì? Hồ Quân nói, có thể sửa, điện thoại của chúng ta là Android, màn hình trong và ngoài không dính liền, sửa cũng không khó lắm. Trương Trì, vậy ngươi có thể sửa giúp ta không? Ngươi biết màn hình điện thoại của ta cũng hỏng mà. Hồ Quân, có thể, nhưng ngươi phải trả tiền cho ta chứ." Trương Trì lắc đầu, giờ đây lòng tin giữa người với người không còn nữa rồi. Hồ Quân cười, nhìn hắn không nói lời nào. "Trương Trì, bao nhiêu tiền? Hắn định bụng, nếu quá mắc thì thôi không sửa nữa." "Hồ Quân, 30 tệ." Trương Trì hơi do dự, tiếp tục ép giá. "Mắc vậy à, rất rẻ rồi, ngươi đưa tiền cho ta trước đã." rồi ta mới sửa cho hồ quân nói trương trì ngẫm lại giá cả quả thật không đắt rẻ hơn nhiều so với tiệm ngoài trường hắn rút ra một tờ hai mươi một tờ mười tệ đưa cho hồ quân sau khi hồ quân nhận tiền xong lại trả lại hắn mười tệ trương trì khó hiểu không phải nói ba mươi à sao lại trả lại ta mười tệ hồ quân nói một là ta không biết sửa màn hình hai là hai mươi tệ này là ngươi nợ ta căn nhà trệt bên đập sông. Khương Ninh dừng xe điện trước cửa, để nó phơi nắng. Hắn đứng trước cửa một lúc, trước tiên dùng thần thức kiểm tra cơ thể của sở sở, xác định nàng bình an vô sự. Trước tiên chơi với đồng đồng một lát, lát nữa xử lý bọn họ. Khương Ninh nghĩ thầm. Tiết Nguyên đồng một đường chạy chậm về nhà, lề mề hơn 10 phút, bưng ra một chiếc ấm trà mờ và hai chiếc cốc tinh xảo cổ xưa. Khương Ninh dọn xong bàn trà, còn kê thêm hai chiếc ghế dài. Nàng và Khương Ninh nằm đối diện nhau cùng thưởng trà, tắm nắng, rất tự tại. Thoải mái quá. Nàng thở dài một hơi. Ừ, ngươi có thoải mái không? Nàng lại hỏi. Thoải mái. Hì hì. Khương Ninh từ trong túi lấy ra hạt thông, rắc lên bàn trà nho nhỏ. Tiết Nguyên Đồng nằm dài trên ghế, đưa tay sờ soạn cái gì đó, nhưng tay ngắn quá nên không với tới nàng đành phải ngồi dậy lấy vài hạt thông thông thả bóc vỏ thưởng thức phần nhân bên trong nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha